Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả rồi bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, chúng ta nêu lên một vài nguyên tắc ở thời Đức Giêsu để chúng ta hiểu được cái bài tin mừng ngày hôm nay. Bài tin mừng của Thánh Luca muốn nói với chúng ta. Thứ nhất đó là vào thời Chúa Giêsu thì người Do Thái quan niệm tất cả mọi bệnh tật, tất cả những ai có bệnh tật đều là những người tội lỗi. Bệnh lớn, bệnh bé, bệnh nặng, bệnh nhẹ, tức là bệnh gì thì là bệnh, hễ có bệnh tức là người tội lỗi và là người ô uế. Và bệnh tật nó cũng được đồng nghĩa với lại tội lỗi. Thứ hai đó là ở trong luật ngày Sa-bát, trong luật ngày Sa-bát của người Do Thái quy định tức là được chữa bệnh, nhưng mà chỉ chữa bệnh cho những người nguy tử, chứ còn không chứ không phải là bệnh nào cũng được chữa. Do đó cái việc làm của Chúa Giêsu ngày hôm nay đi ngược lại với những cái luật lệ quy định của người Do Thái, hoặc là và như vậy Chúa Giêsu đã gây nên một cái mâu thuẫn giữa chính Chúa và giới Pha-ri-sêu cũng như là những người lãnh đạo Do Thái thời đó. Thì nêu lên một vài cái nguyên tắc của thời Chúa Giêsu vậy thì chúng ta thấy rõ việc Chúa Giêsu chữa bệnh ngày hôm nay trong ngày Sa-bát, trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đó là không được phép làm, chỉ chữa bệnh cho những người nguy tử mà thôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nhưng để làm nổi bật lên cái cốt lõi của bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nhớ lại cái câu mà Chúa Giêsu đã đặt ra với giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Đó là ngày Sa-bát được làm điều lành hay là điều dữ, được chữa lành hay là hủy diệt, tức là cứu mạng người hay là hủy diệt. Chúa Giêsu đặt một cái câu hỏi như là một cái câu trả lời đối với tất cả những ý đồ đen tối đang suy nghĩ trong lòng của những người Pha-ri-sêu. Và chúng ta cũng phải để ý những chi tiết ở trong tin mừng này. Chúa Giêsu chữa lành người khô bại tay, nhưng mà Chúa Giêsu cũng không có chạm vào anh ta, mời anh ta ra đứng giữa cộng đoàn và nói với anh ta rằng anh hãy giơ tay ra. Anh kia giơ cái tay bị bại ra thì tức thì anh đã được chữa lành. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nếu không ít thì nhiều, trong cuộc sống của chúng ta gặp gỡ người này người kia và chúng ta thấy trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay, người ta hay nói nhiều,
hay nói nhiều những cái câu như là thời này chẳng có tin ai cả, rồi thời này sao người ta lại thờ ơ, sao lòng người ta lại nguội lạnh đến như vậy, hoặc là thời nay sao lòng người ta lại ác đến như vậy, tức là ích kỷ đến như vậy, tức là thiếu đi cái sự quan tâm của bản thân mình đối với người khác, và đặc biệt là những người đau khổ, những người cần những cái nhu cầu trợ giúp, thì tại sao lại những người xung quanh lại thờ ơ? Hoặc là chúng ta đi trên đường, chúng ta thấy một cái tai nạn, người ta bị tai nạn, mà nhiều khi ai cũng chỉ chạy qua rồi ngó một cái, rồi chúng ta lại đi. Thì rất là nhiều cái nhận xét mà chúng ta nghe được, thì chúng ta mới thấy được rằng lời câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra với những người Pha-ri-sêu ngày hôm nay không chỉ là không chỉ là những người ngày hôm đó trong ngày Sa-bát, nhưng mà là cái câu hỏi phổ quát cho tất cả người Kitô hữu chúng ta. Tức là chúng ta nên làm điều lành hay làm điều dữ? Chúng ta nên cứu người hay là hủy diệt sự sống? Thì đó là cái ý tưởng mà lời Chúa ngày hôm nay muốn mời gọi chúng ta trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay, trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Đó là để sống đúng với cái phẩm giá, đúng với cái phẩm chất. Chúng ta là những người mang hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa, thì tất cả những việc làm của chúng ta, tất cả những nghĩa cử của chúng ta phải nói lên được tình yêu, phải nói lên được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người khác và đối với chính bản thân chúng ta, giúp người khác sống đúng với cái phẩm giá của một con người, của một người con cái của Thiên Chúa. Đó là cái sứ mệnh của người Kitô hữu chúng ta vậy. Ân kính thưa cộng đoàn, không chỉ có thế nhưng mà tin mừng còn mở xa hơn nữa cho chúng ta, đó là không phải là chúng ta không thực hiện điều lành là chúng ta có lỗi, thực hiện điều ác là chúng ta có lỗi, nhưng mà ở đây chúng ta thấy còn mở xa hơn nữa, đó là khi chúng ta có cơ hội thực hiện những cái việc lành mà chúng ta không thực hiện, thì đó cũng là chúng ta đang đi sai với cái ơn gọi và cái sứ mệnh của người Kitô hữu chúng ta. Đó chính là lời Chúa ngày hôm nay muốn nói với chúng ta trong cái bối cảnh cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dù trong cái nhỏ nhen ích kỷ của phận người, dù trong cái giới hạn và yếu đuối của thân phận con người chăng nữa, thì chớ gì ơn Chúa, ân sủng Chúa luôn dẫn dắt và giúp chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của mình luôn luôn thể hiện được cái tinh thần yêu thương và những cái nghĩa cử của lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời chúng ta, trong tương quan với tất cả mọi người và trong tương quan với thế giới này. Amen.